Dạ, TD xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay TD cũng có vài con điện thoại, thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cũng liên hệ với mình qua cái số điện thoại này anh em ha, 0963 595 262. Đó, anh em xem được con nào anh em ưng ý và cứ liên hệ trực tiếp với TD và Zalo của mình cũng là số này luôn. Đó, anh em mua điện thoại tầm giá bao nhiêu thì anh em, một là anh em cứ qua bên Zalo anh em nhắn tin cho mình muốn mua điện thoại tầm giá khoảng 1 triệu rưỡi thì TD sẽ chụp những con điện thoại ở trên đây tầm giá 1 triệu rưỡi cho anh em. Thì anh em ưng ý con nào thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em nha, hoặc là anh em cứ xem những cái con điện thoại ở trên đây, anh em ưng ý là anh em ưng cái con đó, anh em cứ nói rõ tên con điện thoại con đó thì mình sẽ review lại cho anh em, thì anh em sẽ hiểu rõ hơn về những cái vấn đề về con điện thoại đó như thế nào anh em ha. Thì bên mình có chế độ là ship COD, ship toàn quốc cho anh em luôn, nhưng mà mọi người á, một là phải chuyển khoản hoặc cọc cho TT một cái kẹt, hoặc là chuyển khoản trước cho 50 thì mình sẽ lên đơn hàng cho anh em ha. Thì nói chung cái cọc này tránh trường hợp anh em đặt hàng mà không nhận máy hoặc là bơm hàng thôi. Tại vì khi mà TD gửi hàng cho anh em á, thì anh em được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy ok hết thì mới thanh toán cái số tiền còn lại cho TD và trừ ra cái tiền cọc. Nên mọi người cứ yên tâm ha. Rồi, thì con đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn là có hai con cỏ này nè. Đó, thì con này giới thiệu con này trước đi. Con này là Samsung A5 nha. Bản RAM 2 bộ nhớ 16, TD thanh lý cho anh em giá 600 rưỡi thôi, xài được một sim nha anh. Con này là màn hình AMOLED luôn đó, màu đen, pin là 2003, màn hình AMOLED rất là đẹp nè đó, anh em thấy không. Thì cái con này á, TD thanh lý rẻ cho anh em á, thì nó bị cái lo nó hơi rè nha anh em, có nghĩa là khi mà anh em bật cái lo lớn hết mức á, có nghĩa là maximum á đó, thì anh em nghe cảm giác nó hơi rè tí xíu nha. Rồi khi anh em dặn xuống tầm khoảng như đây thôi thì anh em cảm thấy là nghe rất là ok nha. Nên nhưng mà TT cũng thanh lý rẻ cho anh em luôn, màn hình AMOLED nha. Thật sự luôn, con này thanh lý giá lỗ cho anh em nè, giá chỉ có 600 rưỡi thôi. Con này xài một sim full hết nha, Zalo, Facebook, YouTube, ngon lành cành đào. Đó, 600 rưỡi tặng cho anh em thêm một cái tai nghe để mà anh em có thể nghe cho nó trọn vẹn hơn ha. Còn tiền ship là 30 ngàn nha. Rồi, con này là 600 rưỡi tặng anh em một cái kính cường lực. Đây là con Samsung J3 Pro này nè. Đây, con này được cái là zin hoàn toàn hết nha, J3 Pro vỏ zin nè, vỏ zin, màn zin, vỏ zin nên TT không có thay vỏ nha. Những con điện thoại này zin hết nên mình cũng chả thay vỏ làm gì, màn đẹp nha anh em. Con này là màn đẹp 5 inch đó, RAM 2 bộ nhớ 16 và xài được hai sim pin là 2004, thích hợp Zalo, Facebook, YouTube, ngon lành cành đào ha. Máy zin hoàn toàn, anh em mua máy này về làm máy phụ là ngon nha. Đó, màn hiển thị rất là đẹp luôn nha, máy full cam kiết độ nét. Rồi, giá 8 xị nha anh em. J7 Pro, Samsung J7 Pro TD có hai cây. Đây. Đó, một cây màu đen và một cây màu hồng anh em ha. Bản con này là bản RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình là 5.5 inch Full HD cộng. Đây. Đó, máy đẹp nha, máy đẹp, màn đẹp. Đó, được cái là màn zin nha anh em. Con này, những con này là màn Super AMOLED, còn rất là ngon lành, cam kiến độ ok hết nè. Đây. Đó, cam trước cam sau đều ngon lành anh em ha. Đây, ở selfie nè, ổn nha, thích hợp cho anh em mua về để mà nghe, gọi Zalo, Facebook, YouTube đồ ngon. Pin là 3600 á, máy full hết, ngoại hình tương đối đẹp, có hai màu thôi. Giá là 1.600.000 cho anh em nha, máy full hết đó, giá là 1.600.000 thôi, bao test 7 ngày, máy lỗi thì đi đổi máy khác. Oppo A93, đây, con này rất là đẹp nè anh em. Đó, con này là TD thanh lý của người dùng nè, máy còn rất là đẹp nha. Đây. Đó, ngoại hình thì vỏ thì mọi vỏ riêng hết, nó vỏ thì nó chày chày phẩy phẩy theo thời gian tí xíu nha anh em, người dùng họ xài mà, nhưng mà anh em nhìn nè, nó vẫn còn đẹp đó, thấy chưa, nó vẫn còn đẹp nha. RAM 8 bộ nhớ 128, xài được hai sim, xài được 4G, pin con này là 4000. Đó, màn hình là AMOLED 6.43 inch nha anh em, Full HD cộng luôn, và nó xài hệ điều hành là Android 10 ha. Đó, đây, à sorry, Android 11 chấm nha anh em. Đây, nâng cấp lên bản Android 11 chấm nè ha, Oppo A93, bản RAM 8 bộ nhớ 128, máy full hết, ngoại hình đẹp nha. Con này mình thanh lý rẻ cho anh em chỉ có 4.3 thôi. Đó, 4.3 cam đây. Cam rất là nét luôn anh em. Mấy con này anh em quay là quá đẹp. Đây, selfie nè. Đó, anh em thấy không, rất là ổn ha. Máy này mấy chị em phụ nữ xài là quá ngon. Cam tới 48 chấm lận, xài được 4G. Đây. 4.3 thôi nhanh anh nha anh em. Đó, quá rẻ. Rồi tiếp theo là J7 Rim. Con này là Samsung J7 Rim, vỏ rim, màn rim theo máy nha. Vỏ rim thì nó cũ, nó chày theo thời gian nè.
đó. Thì TD nói là TD chỉ bán cái vỏ đồ này nọ, TD không có thay nha anh em. Vỏ riêng thì TD có sao để vậy chứ không có thay vỏ, thay màng gì hết. Đó. Màng đẹp nha, con này là màng rất là đẹp luôn nè anh em xem nè ha. Đó. Cam ký độ nét, con này cũng vậy, bản của nó là RAM 3 nha. RAM 3 bộ nhớ là 32, selfie ok nè. Thích hợp cho anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube rồi ngon lành ha. Giá là 1.550.000. Hono hay còn cũng giống như là của Huawei anh em, Hono 8A. Con này là bản RAM 3 bộ nhớ 32. Đó, xài được 4G nha, xài được 4G, xài được 2 SIM, màn hình là 6 inch và nó xài hệ điều hành là Android 9 BE nha anh em. Đó, xài được 4G luôn. Con này máy đời nó cũng mới ra đây thôi, cam kiến đồ nét nè. Pin con này hình như là 3.500-4.000 vậy anh em. Nha, cam rất là nét. Đây. Ok nha, máy full đẹp, ngoại hình còn đẹp luôn nha anh em. Con này ngoại hình nè anh em xem nè. Đó, vỏ viền còn rất là đẹp nè ha. Vân tay còn đầy đủ, giá là 1.550.000 nha. Tặng anh em đầy đủ phụ kiện á, ốp lưng cường lực bộ sạc. Samsung nữa nè. Samsung C9 Pro nha. Bản con này là bản RAM 6 bộ nhớ là 64 luôn. Bản RAM 6 bộ nhớ là 64, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 4.000 ha. Màn hình là Super AMOLED Full HD cộng. Đây. Nha, màn zin nha anh em, con này là màn zin vỏ zin theo máy luôn. Đó. Ngon lành cành đào ha, cảm ứng nhạy. Đây, màn hình hiển thị đẹp nha. Đó. Anh em thấy không? Màn zin thì anh em xài rất là ngon ha, máy full hết, còn nguyên zin hoàn toàn. Giá là con này mình để cho anh em là 2.600.000 nha. Cam kiết rất là nét luôn anh em. Đây, cam nè. Đây, cam selfie với anh em. Cam sau nè. Quá ổn nha. Rồi con này thì cũng vậy, thanh lý 2.600.000, tặng anh em đầy đủ phụ kiện nha. Rồi tiếp theo anh em ha. Tiếp theo là con gì đây? Để cái này lên đây cho anh em dễ nhìn. Đó, cho anh em thấy cái số điện thoại của mình, để có gì anh em liên hệ với TT thôi chứ không có gì á. Rồi tiếp theo là con Samsung A30 nè. Đây, Samsung A30. Bản con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 4.000, màn hình là 6.4 inch, Full HD cộng nha anh em. Con này ngoại hình màn hình giọt nước là rất là đẹp. Đó, máy full hết ha, hiển thị đẹp, cam kiến độ ok. Đây, cam selfie nè nha. Đó. Ngon lành cành đào. Rồi, cam sau nè, nét nha anh em. Con này là Samsung A30 ha, ngoại hình còn đẹp. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64, xài được 2 SIM, màn hình là AMOLED 6.4 inch, Full HD cộng nha, Android 9 BE, cam là 16 chấm, chip là Exynos 7909. Đây, vân tay còn đầy đủ. Giá là 2.3 cho anh em nha. 2.3. Vivo V7 LED, bản RAM 4 bộ nhớ 64, xài được 4G. Con này thì để lại cho mọi người giá 1.650 thôi nhá. Màn hình là 5.9 inch. Đó, cam kiến độ nét nha mọi người. Con này thì nói chung là TD thanh lý bên tiệm cầm đồ thì TD thanh lý, bán lại cho anh em thôi nha. Mình không phải là thợ, mình cũng không có sửa chữa gì hết. Thì con này là cái mình cảm thấy là cái màn hình nó hơi mờ nè. Ha, sorry anh em. Không, cái cam selfie ha. Cam selfie nó hơi mờ nha. Nên thôi mình giảm giá cho anh em xuống luôn. Để lại cho anh em giá 1.500.000 chẳng nha. 1.500.000 chẳng để anh em thay cái cam nha. Đó. Nói chung là mình có sao mình nói vậy để cho anh em dễ phân biệt ha. Đó, cam hơi mờ, cam trước hơi mờ, giảm giá cho anh em. Còn 1.500.000 chẳng. Vân tay còn đầy đủ nha anh em. Đó. Vivo V7 LED nha, con này xài rất là ok, học online cũng ngon á, xài được 4G luôn ha. 1.500.000 chẳng cho anh em. J6 nè. Samsung J6 LED, con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G ha. Đó, giá là 1.900.000 cho anh em. Con này là máy zin hoàn toàn, pin là 3.300 nha, Snap của nó là 625. Đó, đây, ngoại hình nó đây nè nè. Đây. Ha. Ngoại hình còn đẹp nha. Vân tay ở bên hông nè anh em, cái nó vân tay ở bên hông nè. Màn hình LCD HD cộng luôn. Đó, màn hình rất là to nha, 6 inch, cam là 13 chấm. Con này pin của nó là 3.300, máy full hết. Rồi, TD thanh lý cho anh em giá nè. 1.900.000 nha, cam rất là nét anh em. Cam nét nha. Rồi, 1.900.000 cho mọi người. Con này là anh em mua về cho các bé học online là quá ngon á. Rồi, tiếp theo anh em ha. Oppo F5 nè. Con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 32 nha. Đó, máy này con này được cũng vậy thôi. Vỏ zin này nó cũ theo thời gian nè.
nên anh em lấy mình tặng cho anh em một cái ốp lưng nha. Những con điện thoại đều mình đều tặng cho anh em một cái ốp lưng và một bộ sạc, một kính cường lực hết đó. Đây màn hình thì còn rất là đẹp, chủ yếu là cái màn thôi anh em, chủ yếu là màn zin, vỏ zin thì nó như vậy thôi nha. Cam nè anh em thấy không, cực kỳ nét luôn ha, cam selfie nè đó, quá ổn. Nói chung điện thoại như thế nào thì TT sẽ nói rõ những như thế đó luôn. Con này thì bản RAM 4, bộ nhớ 32, giá là 1.550.000, xài được 2 sim nha, xài được 4G luôn, màn hình là full HD nè ha, cam là 16 chấm và 20 chấm anh em. Rồi con này thanh lý cho anh em nha, 1.550.000, Oppo F5 anh em. Rồi tiếp theo nè, Samsung A3 nha, Samsung A3 đời 2016, con này ngoại hình còn đẹp, anh em thấy không, viền vỏ còn đẹp nha. Viền thì nó viền bằng nhôm nên nó cũ theo thời gian tí xíu, viền bằng nhôm nên nó rất là chắc chắn nha anh em. Đó ha, ngoại hình còn đẹp, con này nhỏ gọn, anh em mua về làm máy phụ là cực kỳ ngon. Đây con này là mình thu lại từ người dùng nè, mình chưa có reset máy lại luôn. Đó, nói chung là ok, cam kiếp được chụp nét. Đây cam sau chụp hình cho anh em xem nha. Đây selfie này nè, mấy con này thì tạm ổn thôi, cam kiếp thì cũng tương đối. Đó ok nha ha. Rồi con này thì A3 TT thanh lý cho anh em là 950 nha, máy riêng hoàn toàn hết, Samsung A3 950, bản RAM 2, bộ nhớ 16. Rồi tiếp theo là một con Huawei nè. Đây RAM con này là Huawei Nova 3i ha, Huawei Nova 3i bản RAM 4, bộ nhớ là 128 nha anh em. Đó xài được 2 sim, xài được 4G, cam là 24 chấm, chip con này chip Garin 710 nha. Được cái là bản RAM cao anh em, 4128, xài được 4G luôn nha. Con này xài được 4G luôn, con này zin hoàn toàn, vỏ zin màu đen ha. Viền thì chày nè mọi người ha. Đây, viền thì nó chày, cũ theo thời gian tại vì vỏ zin, màng zin thì nó như vậy thôi, mình chả thèm thay vỏ gì hết anh em ơi. Đây. Đó. Con này cũng vậy, mình thu bên tiệm cầm đồ về của người dùng á nên chưa có reset máy lại, còn hình ảnh của người dùng anh em thấy không? Cam kiếp là ok nha, rất là nét luôn. Đó. Rồi thanh lý lại cho anh em, con này mình để lại cho anh em giá chỉ có 2 triệu chẵn thôi nha, 2 triệu chẵn màu đen. Đó, tặng đầy đủ phụ kiện nha anh em. Samsung Z6, đây Samsung Z6 bản RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 4G, giá 1.4 triệu ha. Vỏ zin, màng zin cũ theo thời gian, vân tay cần đầy đủ. Đó, vỏ zin, màng zin thì mình chả thèm thay vỏ. Thì anh em cứ nghĩ những con điện thoại này đã sản xuất lâu thì làm sao mà có cái vỏ mới được, đúng không? Thì những cái chỗ mà bán vỏ mới, những con điện thoại vỏ mới thì toàn là thay vỏ thôi. Mà nhiều khi thay vỏ, nhiều khi có thể là bị sóng yếu, sóng yếu hay là wifi nó sẽ yếu nha anh em. Nên anh em cứ hạn chế cái vấn đề đó nha. Đó, nói chung mình màng zin, vỏ zin có sao thì mình bán vậy thôi. Thanh lý cho anh em 1.4 triệu nha. Samsung Z6, RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 4G luôn á mọi người. Rồi tiếp theo là con Realme anh em, Realme 4 5i, con này cũng vậy nè, vỏ xấu nè, vỏ riêng nè, chả thèm thay vỏ làm gì anh em ơi. Con này thật sự TT thay vỏ ra, bỏ 80.000 ra thay cái vỏ mới can, bán cho anh em chắc chắn là anh em sẽ thích liền. Nhưng mà thôi, vỏ riêng có sao, để vậy bán cho anh em luôn ha. Bản RAM 4, bộ nhớ 64, xài được 4G, pin rất là trâu nha mọi người. Pin con này là 5.000 ha, chip nắp của nó là 665. Đó, pin rất là trâu. Con này anh em mua về xài nè, anh em mua về xài chơi game hay là liên quân hay là này nọ là ngon ha, Free Fire ngon. Đó, được cái là màn zin, vỏ zin, cam chuẩn chưa? Cam rất là nét nha mọi người. Đây selfie nè, ha, rất là nét luôn. Con này máy full hết đó anh em, chip nắp lại cao, chơi game ngon, cam là 12 chấm, Android 9 nha, màn hình to. Đây, màn hình to tới 6,52 inch HD cộng luôn á. Vân tay còn đầy đủ. Ngoại hình thì vỏ nó hơi xấu thôi. Đây, chỗ này nữa anh em, chỗ này nó bị cắn nữa nè. Đó, anh em thấy không? Đó, chỗ này nó bị cắn tí xíu chỗ này nha. Cắn cái vỏ thôi, còn màn hình đẹp nha. Giá là con này mình sẽ để lại cho anh em là 2 triệu 2 triệu tư nha anh em. Con này để lại cho anh em giá là 2 triệu tư ha. Oppo A57, Oppo A57 hay còn gọi là Oppo F3 Lite cũng là nó nha mọi người. Bản RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 2 sim. Đó, RAM 3 luôn nha, pin là 2009 anh em. Con này máy full hết, ngoại hình hiển thị đẹp, cam kiếp đồ nét. Đây, đó, cam nét chưa, máy full nha. Con này thì TT thanh lý lại cho anh em cái giá là 1.3 triệu nha, 1.3 triệu cho anh em, vân tay còn đầy đủ luôn ha. Máy đẹp nha, 1.3 triệu. Oppo F3 Lite, quên
VMAX Lite nha anh em. Bản con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 64, giá là 2,2 triệu cho anh em. Đó, bạn được cái là bản RAM cao nha. Con này chip nắp nó cũng cao luôn, chip nắp của nó là 675, pin là 4000, xài được 2 sim, xài được 4G ha. Android 9 BE nha, màn hình to AMOLED 6,2 inch, màn hình anh em xem là màn hình tràn viền luôn nè. Máy full nha, cam kiết hiển thị đẹp. Đây, đó, cam hiển thị rất là đẹp anh em. Selfie nè, quá ổn nha. Con này anh em mua về chơi game cũng ngon nè, treo game cũng ngon, 2,2 triệu thôi, quá rẻ. Tiếp theo nè, VMAX Lite 4. Đây là con VMAX Lite 4 nha. Bản con này là bản của nó là RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 2 sim, xài được 4G. Pin tương đối trâu luôn anh em. Pin con này là 5000, sạc nhanh nha. Con này cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh luôn. Con này cũng vậy nè, cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh nha. Nãy mình quên giới thiệu cái đó. Đó. Máy full đẹp, màn hình đục lỗ, máy full hết anh em. Đó. Giá là 2,4 triệu nha. Vân tay còn đầy đủ, ngoại hình ok nè. Ha. Đó. Viền thì nó cũ theo thời gian tí xíu nha anh em. 2,4 triệu. Samsung A50s. Đây. Samsung A50s, bản con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 4G, giá là 2,7 triệu cho mọi người nha. Pin là 4000. Màn hình là AMOLED Android 9 á. Ha. Đây, máy full. Ngoại hình đẹp nha anh em. Con này ngon lành cành đào, cam kiết chụp cũng ngon. Đó, cam trước cam sau ok. Máy full nha, vân tay vân chân còn đầy đủ. 2,7 triệu cho anh em, tặng đầy đủ phụ kiện nha. Đây. Tặng đầy đủ phụ kiện. Tiếp theo con Realme nè. Đây, Realme XT. Ngoại hình còn rất là đẹp luôn anh em ơi. Con này là mình thu lại từ kiệm cầm đồ nè. Không biết là nói chung mà anh em cứ check email lại, nhiều khi cái con email này còn bảo hành cũng không chừng nha. Đó. Máy còn cực kỳ đẹp luôn anh em. Con này TT nghĩ là còn bảo hành, khi mà anh em muốn còn bảo hành hay không á, anh em check cái email và anh em lên trên máy tính anh em gõ là tra bảo hành của con Realme thì nó ra một cái dàn chữ đó, anh em chỉ nhập cái email đó vào và anh em tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị hết cái thông tin con điện thoại này luôn ha. Máy full đẹp nha. Bản RAM con này là bản RAM 8, bộ nhớ 128, xài được 2 sim, xài được 4G ha. Pin là 4000, màn hình là Super AMOLED 6,4 inch Full HD cộng anh em. Cam rất là nét luôn. Anh em chờ mình tí xíu nha. Cam mình xem cam chỗ nào. Cam con này tới 64 chấm lần anh em. Cam tới 64 chấm lần. Ha. Tự nhiên mình không thấy cái cam chụp chỗ nào luôn anh em ơi. Đây là thấy rồi. Đây là. Wow, nét chưa? Ha. Cực nét luôn. Đây, selfie nè. Quá ổn nha mọi người. Rồi, con này thì TV thanh lý lại cho anh em giá là 4,3 triệu nha. Ở ngoài Snap lại cao nữa anh em. Con này Snap của nó là 712 ha, bộ xài được 4G. Con này ở ngoài bán tới 7 triệu mấy lần. Bán tới 7 triệu mấy lần nha anh em, 7 triệu mấy, 8 triệu. Này mình thanh lý lại chỉ có 4,3 triệu thôi. Đây. Đó, ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha. Đó, không một vết chày luôn anh em, cái vỏ nè anh em xem nè. Ha. Quá rẻ. Samsung A750. Bản con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 2 sim, xài được 4G, giá là 2,3 triệu cho anh em nha. Pin là 3300, màn hình là Super AMOLED, màn hình ngoại hình đẹp nè. Đó, màn đẹp hiển thị đẹp nha, cam kiết đồ nét full hết. Con này thì để lại cho anh em giá 2,3 triệu thôi. Samsung A7 đời 2018 hay còn gọi là Samsung A750 á. Rồi tiếp theo nha anh em, là một con gì đây? Samsung A21S. Bản con này thì bản của nó là RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 4G, giá là 2,6 triệu. Con này cũng vậy nè anh em, thấy không, ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn nha. Con này còn ngoại hình còn cực kỳ đẹp. Cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh, màn hình là 6,5 inch, xài hệ điều hành Android 10 nha anh em. Đây, màn hình hiển thị cực kỳ đẹp luôn. Đó, anh em thấy không, màn rin, vỏ rin theo máy nha. Con này thật sự nếu tuy tại thì TT chưa có chép cái email nên không biết là nó còn bảo hành. Những con mới thì chắc chắn là còn bảo hành luôn á, thật sự ha. Cam nè anh em, chờ TT tí xíu chụp cam cho anh em xem. Đó, những con này màn rin, vỏ rin thì anh em cam ký đồ chụp thì khỏi phải chơi rồi. Máy full đẹp, pin rất là trâu nha, pin 5000, xài được 4G, cam là 48 chấm lận. Đó, sạc cáp sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh, có 2,6 triệu à. Con này thật sự rất là ngon, anh em biết mua con này về xài thật sự luôn. Cam nè anh em thấy không, cụm cam rất là đẹp ha, ngoại hình cũng còn rất là đẹp luôn.
2,6 triệu. Mấy chị em phụ nữ xài máy này là rất là ngon. Note 5, Samsung Note 5. Con này là bản của nó là RAM 4, bộ nhớ là 32, xài được một SIM, giá 1,5 triệu thôi nha anh em. Con này 1,5 triệu. Cái này thì đây, chỗ này nó bị lưng nó bị nứt nè anh em thấy không? Đó, lưng nó bị nứt nứt nè. Không sao nha, không ảnh hưởng tới cái màn. Dưới cây bút này xài không được nha anh em. Đó, hàng nó nhưng mà có hàng nó thì có cây bút, nhưng mà cây bút này mình xài hết được rồi. Ha. Nhưng mà chỉ vậy thôi, còn anh em xem cái màn hình nè. Màn hình AMOLED cực kỳ đẹp luôn, không ám nha. Con này là màn hình lại rất là đẹp, không ám luôn. Đó, xài được một SIM pin là 3000, màn hình là AMOLED 5,7 inch đó. Ha. Máy ngon, cam chụp rất là nét. Đây, cam selfie nè. Anh em thấy không? Cam sau nè, nét chưa? Ha. Đó, anh em nhìn thấy vậy là biết nét rồi. Con này anh em mua về xài rất ngon, xài được một SIM thôi nha. Giá 1,5 triệu. Quá rẻ. iPhone 6S nè. iPhone 6S Plus bản 64GB nha. TT có hai con, đây giống nhau luôn. Ngoại hình thì như nhau, con là màu bạc, con là màu vàng gold. Đó, con này thì nó vỏ nó cũ theo thời gian tí xíu nè. Anh em thấy không? Ở chỗ này hình như nó hơi bị cắn tí xíu chỗ này nè, không sao hết. Ha. Đồng giá cho anh em 2,4 triệu hết. 6S bản 64GB nha. Con này anh em mua về chơi game hay là cho các bé học online đều ngon. Đó. Những con này thì anh em mua về, những con này thì không có dính tài khoản nha anh em, không có dính tài khoản, bao anh em reset luôn nha. Dòng 1, dòng 2, dòng 3 reset tạc ga, máy full hết pin nha. Con này mấy con này, hai con này thì chỉ bị mất vân tay thôi. Đó, pin 100%. Anh em chờ mình tí xíu nha. Tự nhiên mình không thấy cục pin đâu anh em. Đây. Pin con này cũng 100% luôn ha. Đó, máy ok hết. Đây. Rồi, chốt lại cho anh em nha, đều là 2,4 triệu hết nha anh em. 2,4 triệu ha. Đó. Anh em thấy hai cái màu sáng nó khác nhau đúng không? Tại một con là mình chỉnh cái chế độ tiết kiệm pin, còn một con mình chỉnh cái chế độ mà giống như là bảo vệ mắt á, nên em nhìn cái con này nó hơi sáng nha. Rồi 2,4 triệu hết. iPhone 6S Plus bản 64GB chỉ bị mất vân tay. Vivo V5, con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 3000, màn hình là 5.5 inch. Đó, con này thì thích hợp cho anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube đồ ngon. Ngoại hình ok nha, cam chụp nét. Rồi thanh lý cho anh em. Vân tay rất là nhạy nha anh em. Đây, vân tay anh em nhìn nè, chạm một cái là thấy không? Đó, giá 1,4 triệu thôi, Vivo V5. Huawei Nova 3i. Đây. Huawei Nova 3i, con này là bản của nó là RAM 4. À, 2i, sorry anh em nhiều. Con này là 2i thôi nha. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64, xài được 2 SIM, xài được 4G, màn hình to 5,99 inch á. Đó, pin là 3000. Đó, màn đẹp nha anh em. Con này là màn zin, vỏ zin theo máy. À, màn thì có bị phản quang tí xíu nè. Anh em thấy không? Có một đốm đây nè, đốm. Màn zin thì vậy thôi anh em. Ví dụ anh em thật sự luôn, anh em nhiều khi mình thấy ngộ lắm. Anh em muốn màn zin, vỏ zin. Đó, thì màn zin, vỏ zin đã sử dụng thì nó bị phản quang thôi. Còn ví dụ như anh em không muốn vỏ riêng, anh em không muốn bị phản quang, là chỉ có những cái con mà điện thoại xài rồi mà không bị phản quang là chỉ có màn thay màn thôi, nó mới không bị phản quang thôi. Đó, nên anh em nhiều khi anh em kỳ quặc lắm, mình cũng chả hiểu. Đó, màn riêng nha, nên nó bị phản quang thôi nha anh em. Đó. Nhưng mà xài rất là ngon, không ảnh hưởng như cái màn hết, cảm ứng nhạy nè, anh em thấy không? Đó. Rồi con này thì Huawei Nova 2i thanh lý rẻ cho anh em có 1,5 triệu à. Quá bèo ha. Được cái là bản RAM 4, một nhớ 64 mà xài được 4G nữa chứ. Quá ngon. Rồi iPhone 7G. Mình có một cây iPhone 7G màu đen nha anh em. Bản 32GB, máy lock đã fit quốc tế rồi, giá là 2,3 triệu. Ha. Vỏ riêng màn riêng luôn. Máy lock thì đã fit quốc tế thì tránh trường hợp anh em reset máy đặt lại dòng 2 thôi. Đó, cam nét nè. Ha. Cam selfie nè. Ha. Ok. Rồi con này thanh lý lại cho anh em giá là 2,3 triệu thôi. 2,3 triệu cho anh em nha. Rồi. iPhone 6 Plus, con này iPhone 6 Plus bản 16GB. Giá là 1,850,000 cho anh em nha. iPhone 6 Plus bản 16GB. Con này được cái là vỏ zin, màn zin theo máy luôn. Pin mới thay nha anh em. Con này pin mới thay 100% ha. Đây. Cam kỹ đồ nét nha, vân tay vân chân còn đầy đủ. Cam ok nè. Đó, selfie nét nè. Mấy con iPhone thì chụp hình rất là thật anh em. Vân tay vân chân còn đầy đủ nha, pin mới thay 100%.
giá 1850 cho anh em thôi, tặng đầy đủ phụ kiện ốp lưng, cường lực, bộ sạc cho anh em luôn ha. Đó, và những con điện thoại trên 2 triệu TT sẽ reship cho anh em luôn nha. Rồi, một con Samsung nữa nè anh em. Samsung Note 10 Lite. Đây, Samsung Note 10 Lite, con này là bản RAM 8, bộ nhớ là 128 nha. Xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 4500. Ha, chip là 9810, màn hình 6,7 inch anh em. Con này hết pin hay sao mình quên cắm sạc mất tiêu rồi. À, mình tắt nguồn hay sao á. Đây. Samsung Galaxy Note 10 Lite nè. Được cái là màn rin, vỏ rin theo máy nha anh em. Con này vỏ rin, đây, vỏ rin thì nó cũ theo thời gian tí xíu. Anh em thấy không? Ha. Đó, nhăm nhăm cũ theo thời gian nè. Cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45W nha. Lên 45W luôn, sạc cực kỳ nhanh. Đó, Android 10 lận anh em. Đây, màn hình hiển thị rất là đẹp nè anh em thấy không? Không ám ố gì luôn nha. Con này hiển thị cực kỳ đẹp, không ám ố gì luôn. Đó, anh em chờ mình tí xíu nha. Màn hình đục lỗ nè. Ha. Màn hình rất là đẹp, không ám ố gì luôn. Bút xài được luôn nha. Bản RAM 8, bộ nhớ là 128. Đó. Đây, cây bút đây này nè. Đó. Cây bút xài được nha, cây bút còn xài được luôn. Đây. Anh em chờ mình xíu. Này, mình có vân tay bên màn hình nè, nhưng mà mình chưa có cài đặt vân tay, cây bút nè. Đó, sử dụng bình thường nha anh em. Vẽ ở đâu ta? Đây không phải vẽ anh em ơi. Đó, nói chung là cây bút vẫn sử dụng được bình thường ha. Đây, chụp hình rồi nè. Ví dụ như anh em chụp hình xa cây bút này nè, anh em để đây nè. Đó, cái đầu này nè, anh em chụp hình được luôn nha. Đây, đó, anh em để đây nè, mình không bấm nha. Anh em bấm cái nút này nè, anh em bấm nút này là nó chụp hình cho mình luôn ha. Đó, chỉnh chế độ này anh em thấy không? Mình chỉnh chế độ trên đây luôn. Rồi, con này thanh lý cho anh em 4 triệu 9 nha. Máy rin hoàn toàn, cam chụp rất là nét, cây bút sử dụng ngon lành chành đào hết nha. Đó, reship cho anh em nha, tặng đầy đủ phụ kiện. Rồi, con này rất là ngon nè anh em. Samsung Note 20 nè. Đó, con này TT mới thanh lý lại của người dùng nè nha. Samsung Note 20, con này là bản của nó là RAM 8, bộ nhớ là 256, xài được 2 SIM, xài được con này xài được 4G ha, bản RAM 8 lần nha. Rất là ngon, pin là 4300, cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh lên đến 425W, màn hình nè, Super AMOLED Plus nha anh em, 6,7 inch Full HD cộng. Màn hình cực kỳ đẹp, máy con này là không ám ố gì luôn nha. Màn hình cực kỳ ngon. Đây. Màn đẹp nha, không ám ố gì, màn hình đục lỗ nha. Con này máy còn rất là ngon luôn anh em. Cụm cam nè, rất là đẹp ha. Đây. Con này mình cũng chưa chết lại cái email, không biết là còn bảo hành hãng hay không. Đó. Rồi, anh em nào mà quan tâm thì mình sẽ chat kỹ cho anh em nha, mình sẽ chat email này nọ lại rồi mình sẽ báo anh em luôn ha. Đó, con này thì mình để lại cho anh em giá là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu, oh, sorry anh em, 12 triệu nha. Để lại cho anh em 1 triệu 2 là chết luôn á. Con này là 12 triệu cho anh em nha. Đó, cam chiếu đồ nét nè. Tặng anh em đầy đủ phụ kiện nha. Còn nếu mà trường hợp anh em nào thật sự quan tâm, mình sẽ fix nhẹ cho anh em luôn ha. Mình sẽ fix thêm cho anh em nếu anh em là thật sự quan tâm với con này. Đó, thì giá mình vẫn để công khai cho anh em là 12 triệu. Máy đẹp, rin hoàn toàn nha anh em. Máy rin hoàn toàn, máy cực kỳ ok luôn á, màn rất là nét. Cam nè, cam chụp khỏi phải chơi ha. Mấy con này cam chụp là quá nét luôn á, nét từng lỗ chân lông luôn ha. Cam nó lên đến con này cam của nó là 64 chấm anh em ha. Đó, 12 chấm và phụ là 64 chấm, cam rất là nét. Mấy này chụp rất là ngon luôn. Rồi, anh em nhìn cái màn nè, cái này là cái vỏ nha. Đây anh em nhìn nè, nó chày chày đúng không? Cái này là cái miếng kính, cái miếng mà để bảo vệ cái màn hình anh em. Anh em không thích anh em tháo ra nha, vẫn còn dán lên. Cái này là cái miếng chày của phía ngoài thôi. Đó, anh em thấy không? Để nó bảo vệ cái màn hình. Đây, mình tháo cái miếng này ra là nó đẹp cực kỳ luôn ha. 12 triệu. Vimacta. Đây. Vimacta 5, con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 4G, pin là 5000 ha. Xài hệ điều hành là Android 11 lận nha mọi người. Con này máy rin hoàn toàn, vỏ rin. Giá là 2 triệu chẳng cho anh em nha. Pin là 5000 luôn, chip nắp của nó là MediaTek Helio G35, bản RAM 3 32 nha. Nhưng mà được cái là Android 11 chấm lận. Android 11 chấm rất là đẹp. Màn hình hiển thị nè anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Giọt nước luôn,
6,52 inch Android 11 HD cộng. Con này thật sự rất là ngon, mua về xài là quá đỉnh luôn, 2 triệu chẵn à nha. Ngoài hình đây, 2 triệu chẵn cho anh em. Rồi tiếp theo là con Vivo nè, Vivo i15s. Con này là bản RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 4G, pin là 5000 ha. À, thanh lý cho anh em là 3 triệu chẵn. Con này là nãy TT rảnh TT mới chết lại là còn bảo hành hãng nha. Còn bảo hành hãng tới ngày 26 tháng 4 năm 2023, coi như là nay mới tháng 5 đúng anh em. Tháng 4 là gần gần bằng một gần 10 tháng nữa ha. Nói chung là còn bảo hành tới 10 tháng luôn. Đó, này mới thanh lý lại thôi anh em. Cái này mới thanh lý lại từ người dùng thôi, nhưng mà người dùng họ khi mà họ cầm họ không có cầm cái hộp với cái bộ phụ kiện lại, nên chỉ có cầm máy thôi. Nên thanh lý rẻ lại cho anh em là 3 triệu chẵn nha. Máy đẹp nha, còn bảo hành hãng luôn, còn bảo hành hãng gần 1 năm á, như là 10 tháng. Pin là 5000, cáp sạc là 10V nha, xài được 4G ha. Android 11 chấm, màn hình to 6,5 inch. Đó, cam rất là nét. Mấy con này đây. Đó, cam ok, máy riêng hoàn toàn luôn nha anh em. Đây còn tem nè, còn email ở trên đây luôn anh em thấy không? Đó. Rồi tiếp theo là một con Samsung. Samsung M02 ha. Samsung M02, con này là màu đen nha anh em. Cái này là cái vỏ của nó nè ha, bằng nhựa. Bản RAM 3, bộ nhớ 32, xài được 4G, pin là 5000. Pin con này rất là trâu ha. Pin là 5000 rất là sâu, trâu luôn. Màn hình lại to nè. Con này anh em về xài hay là cho các bé học online cũng ngon. Rất là chắc chắn nha. Con này cầm rất là chắc chắn luôn. Android 10 anh em. Con này xài hệ điều hành Android 10. Cam nét nè. Được cái là màn riêng, vỏ riêng hết. Ok nha, máy full hết hoàn toàn. Riêng hoàn toàn nha anh em, chưa bung máy luôn, máy còn cực kỳ đẹp. 2 triệu 3 cho anh em. Samsung M02. Rồi, mình có cuối cùng nè. Là một con gì đây? Samsung. Đây. Samsung Note 3 nha anh em, mình có hai cây, một cây là bản tiếng Anh và một cây là bản tiếng Việt. Đó, xài được hình như là hai con này xài được một sim hết. Wow, con này như hết pin rồi. À, để mình mở nguồn lên nha. Có nghĩa là con này là máy full hết nè anh em. Con này là xài được bản tiếng Việt, máy full hết. Anh em thấy không? Bản tiếng Việt, bản RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được một sim, pin là 3200. Màn hình AMOLED rất là đẹp nha anh em. Đó, thì con này mình để lại cho anh em giá là 900 nha. 900. Còn cái con mà bản tiếng Anh này, bản tiếng Anh này thì mình sẽ để lại cho anh em là 800. Màn rất là đẹp nha, không ám ố gì hết. Màn AMOLED, mấy con này anh em mua về là máy phụ là ngon, xem YouTube cực kỳ đã luôn. Đó, con này là anh em xem nè. Con này là bản tiếng Anh mình chưa fix nha. Đó, anh em muốn về fix lại cũng được, giống như con này. Đó, anh em về fix lại là bản tiếng Việt xài ngon lành cành đào. Ha. Rồi con này bản tiếng Anh là 800, con này là 900 nha. Con bản tiếng Việt là 900. Đây. Đó, máy full hết. Thích hợp anh em mua về để mà nghe gọi Zalo, Facebook hay cho các bé học online cũng ngon. Con này mình quên bấm chỉnh cái chế độ mà nó sáng, mình để cái chế độ sáng lâu anh em, nó còn vậy hoài. Rồi, vậy là video xong rồi, mà mong là anh em xem được con nào á thì anh em cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại là 0963 595 262 anh em ha. Đó, và đây cũng là số Zalo của TT luôn. Con iPhone 8 Plus nãy mình quên giới thiệu hay sao nè. Ha. À, iPhone 8 Plus luôn nè anh em. Con này thì để lại cho anh em giá 5,8 triệu nha, máy full, ngoại hình 99%. Đó. Tâm lớn nha anh em, máy full hết, vân tay vân chân còn đầy đủ, bao reset luôn, pin 100% nha. Giá là 5,8 triệu. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở một clip sau nha. Bye bye.